Đâu rồi, đi vô. Đâu? Đâu, không. Đi, không. Em biết kỹ anh nha. Ngồi sau đi. Anh ngồi sau chỉ đi, ngồi trước đây ổng nè. Em kết nối Bluetooth nào anh nghe thử nè bạn. Bạn à, đây nó có ấy luôn hả? Nó có cái màn hình này là nó có... thử nghe dàn thanh này coi. Hay bạn bữa hôm bạn kia hình như là không biết chỉnh âm thanh. Con này hai cầu hay một cầu? Một cầu. Nhưng mà mình cũng mua dạng này thôi. Nó cao anh trình chính hãng luôn các bạn. Ủa, cái phim cái gì tốt này mà đậu ngoài trời nó nóng đâu đúng không? Bơ lô á nghe chữ tình thôi đàn hỏi tên đó. Tại vì mình muốn cứ mở nha, cái âm thanh nó có gì bởi không á, mở lớn có gì bởi không. Fortuner thường á, nó có Iwaser, nó có chỉnh không? Có chỉnh Iwaser hay là nó cố định rồi? Mấy cái chỉnh âm thanh á, không? Bạn nhắn coi, mở bản coi. Sao? Mở bản khác coi. Không, quan trọng là cái bản nhạc thu á. Bạn nghe YouTube hả? Dạ. Đây nghe YouTube hả? Em là trái mít dương.
bớt cái lập cứ bớt 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 nó tùm loa nghe không bằng không có chuẩn đúng không bớt cái xe trước của tao đúng không ở đây hả chồng khi có giúp vô đỡ hơn kéo kéo lại cân bằng súp vô nghe mới hay. Những súp vô nghe em ơi.